chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, hợp với thần tài, nỗ lộc làm ăn trúng lớn, trúng số tiền tỷ, giàu hết phần thiên hạ. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua đôi điều về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý. Theo tử vi phương Đông, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Giáp Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo giác của mình. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Chuột là con vật đứng đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Giáp Tý, dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn, họ càng tỏa sáng. Đa số những người tuổi Giáp Tý thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Trong các cuộc cạnh tranh, tuổi Giáp Tý luôn là đầu tiên giành được vị trí chiến thắng. Dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào, họ cũng sẽ cố gắng chinh phục. Họ thích thử thách sức mạnh của bản thân bằng cách đối đầu với nguy hiểm, những việc mà không ai dám làm. Thì tuổi Giáp Tý lại sẵn sàng tiên phong, điều đó khiến họ đạt được thắng lợi dễ dàng, nhưng cũng có khi khiến họ vấp phải thất bại nặng nề. Tuổi Giáp Tý có khả năng điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự chủ và cẩn thận là hai tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn, nhưng những người bạn đó thực sự chất lượng, đáng trân trọng. Theo đuổi một cuộc sống giàu sang là mục tiêu chính trong cuộc đời của tuổi Giáp Tý muốn hướng tới. Những người tuổi Giáp Tý thường có cuộc sống giàu có, không sợ thiếu thốn, nhưng họ luôn tạo cho mình thói quen chi tiêu tiết kiệm, vừa phải. Dù rất cẩn thận, nhưng đôi lúc mất cảnh giác, tuổi Giáp Tý bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt tiền bạc, tài sản. Những người tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Giáp Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này có đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Giáp Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý, mà còn khiến ai ai cũng phải kính trọng, để phục tài năng của mình. Tuổi Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Giáp Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Giáp Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Trên phương diện tình yêu, tuổi Giáp Tý khá đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ một lượng lớn thông tin khổng lồ. Hỏi anh ta về bất kỳ lĩnh vực gì, tuổi Giáp Tý sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm,
thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Tuổi Giáp Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì, họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Giáp Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Giáp Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt qua được tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Giáp Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Người này sống rất giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình, dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Đường tình duyên của những người tuổi Giáp Tý phải trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách và những lúc thăng trầm. Khi họ dành trọn vẹn tình cảm cho một ai đó, họ luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm của mình. Những người này rất biết nhường nhịn, hy sinh trong tình yêu, tuy nhiên, họ không thích nghi được với sự bó buộc, mất tự do. Nữ giới tuổi này khi yêu rất chung thủy và có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con. Nam giới tuổi Giáp Tý coi trọng hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tuy có xảy ra mâu thuẫn, nhưng họ luôn cố gắng nhường nhịn, hàn gắn tình cảm. Nam giới tuổi Giáp Tý khi yêu luôn thể hiện sự dịu dàng, quan tâm sâu sắc đến một nửa bên kia, họ biết nhường nhịn và chia sẻ, cho đi nhiều hơn là nhận lại. Và sau đây là tổng quan tháng 11 âm lịch của người tuổi Giáp Tý 1984. Tháng 11 âm lịch hay tháng Bính Tý trong hệ thống Can Chi mang trong mình những sắc thái độc đáo của tự nhiên và văn hóa, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng nhưng lại hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ. Đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong vòng tuần hoàn của trời đất, nơi tiết trời khép lại những ngày cuối cùng của năm cũ, đồng thời mở ra cánh cửa cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Với tiết khí đại tuyết và đông chí, tháng Bính Tý là biểu tượng của sự giao thoa giữa âm khí cực thịnh và dương khí vừa chớm nở. Tiết đại tuyết, như tên gọi, là thời điểm mà băng giá và tuyết trắng bao phủ khắp các vùng đất lạnh, là dấu hiệu thiên nhiên đạt đến đỉnh cao của sự tĩnh lặng, ẩn mình. Sau đó, đông chí xuất hiện, đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm, nơi dương khí nguồn sinh khí của vạn vật bắt đầu hồi sinh từ sâu thẳm trong lòng đất trời. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý ứng với quẻ Phục, một quẻ mang ý nghĩa sâu sắc về sự tái sinh và khởi đầu. Trong quẻ Phục, hình ảnh một hào dương duy nhất xuất hiện bên dưới năm hào âm cho thấy dương khí tuy nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng, sẵn sàng vượt qua bóng tối âm u để bừng sáng. Đây là biểu tượng của niềm tin vào tương lai, rằng dù hiện tại có lạnh giá, tĩnh lặng đến đâu, sự sống vẫn âm thầm nảy mầm, chuẩn bị cho những ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Thời tiết tháng này không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống con người. Tháng Bính Tý thường được xem là thời điểm lạnh nhất trong năm, khi áp suất khí quyển thay đổi đột ngột, gió mùa đông bắc thổi mạnh, khiến thiên nhiên rơi vào trạng thái ngủ đông. Động vật trú ẩn trong tổ, cây cối rụng lá và thu mình lại để bảo tồn năng lượng. Con người, trong vòng tay của gia đình và cộng đồng, dành thời gian tích trữ lương thực, sửa sang nhà cửa và chuẩn bị chống rét. Đây là giai đoạn lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi mỗi người học cách lắng nghe nhịp đập của thiên nhiên và tích lũy sức mạnh cho những đổi thay phía trước. Không chỉ có ý nghĩa thời tiết, tháng Bính Tý còn mang đến những bài học triết lý sâu sắc về dòng tuần hoàn của cuộc sống. Giữa cái lạnh cắt da và bóng tối âm u, dương khí dần sinh ra, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Đây chính là bài học về sự kiên nhẫn, về niềm tin rằng sau mỗi mùa đông sẽ là mùa xuân, sau mỗi thử thách sẽ là những cơ hội mới. Tháng Bính Tý nhắc nhở chúng ta rằng mọi khó khăn đều là bước đệm cho sự khởi đầu, và trong mỗi kết thúc luôn tiềm ẩn một mầm sống đầy hy vọng. Hãy nhìn tháng 11 âm lịch không chỉ như một thời khắc của năm, mà như một hành trình của sự chuyển hóa từ lạnh giá đến ấm áp, từ tĩnh lặng đến sôi động, từ âm sang dương, từ bóng tối đến ánh sáng. Mùa đông không chỉ là thời điểm của cái rét mà còn là khởi nguồn của sự sống, nơi những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi để bừng nở,
như những mầm cây nhỏ bé vươn mình dưới lớp đất phủ tuyết trắng. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Giáp Tý âm lịch, bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình thì có thể sẽ được kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy được cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Giới nguyệt lệnh lâm quan đới, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần phải ai nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng này của Giáp Tý cũng có những bước phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn bỏ ra. Tuy nhiên, do tương hình thái tuế tác động, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Tuổi Giáp Tý cũng có đào hoa chiếu trong tháng Giáp Tý. Người độc thân chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Các cặp đôi có thể gặp chuyện thị phi và hiểu nhầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không hề nhỏ. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại. Chỉ cần bạn bật chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ tuổi cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của Giáp Tý trong tháng mới được nhiều các tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt. Công việc triển khai thuận lợi, quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới chống lưng nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy tinh thần làm việc hăng say của những chú chuột, bạn khá tự tin vào những việc mình làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi những người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và cũng nhận được khoản thưởng nóng từ đó. Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Giáp Tý tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến cho bạn gây ấn tượng tốt đẹp với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới, đảm nhiệm những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì còn rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp của những người giàu kinh nghiệm đi trước. Có một điều cần lưu ý, do tương hình thái tuế tác động, vận trình dưỡng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực. Đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó, Giáp Tý sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tài lộc của Giáp Tý trong tháng 11 năm 2024, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông. Không còn lý do gì mà tài chính của Giáp Tý không khởi sắc theo đó. Thậm chí bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự tìm đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ được khả năng tăng lương, thăng chức. Những ai đang ấp ủ mong được tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên, nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng. Cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán,
thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn. Nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Đừng đặt mình vào nơi quá mạo hiểm, làm gì cũng cần đường lui cho bản thân. Để tăng cường vận may tài lộc, tuổi Giáp Tý có thể chưng các loại cây dưỡng tài lộc như cây kim tiền, trúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định. Về mặt tình cảm, gia đạo, về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Giáp Tý. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân. Bạn có thể tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Bạn còn những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên phải cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng đối với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp phải chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Các cặp vợ chồng nên tỉnh táo, tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của Giáp Tý vốn không gặp vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm việc, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Tý tháng 11 âm lịch 2024. Theo tử vi năm 2024 của người tuổi Giáp Tý, bước sang tuần mới, vận trình của bản mệnh khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này, cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Trong hợp tác làm ăn có thể chọn người tuổi Thân hoặc Thìn để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Giáp Tý được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền. Sức khỏe của những chú dê không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, tiết lập hạ nóng bức, bản mệnh cần bổ sung đủ nước cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang dưỡng vận: quý nhân, Sửu, Thìn; tiểu nhân, Ngọ, Tuất. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số phát tài: 89, 65, 22. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Tý tháng 11 âm lịch 2024. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Giáp Tý, không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú dê vượt mọi khó khăn, thử thách để gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ,
làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần này. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ. Dù sao, nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của Giáp Tý khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe, tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng, mất đi những con số dài, tinh thần có chút bất an. Nhưng đổi lại, bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi. Được thiên diêu đào hoa tinh che chở, tuổi Giáp Tý không lo cô đơn buồn tuổi nữa, nhân duyên khác giới đang dượng, không nên thu mình trong các mối quan hệ. Trái lại hãy tự tin, phóng khoáng, chủ động mở rộng xã giao, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được người trong mộng. Trong tuần, tuổi Giáp Tý cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe, một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là về vấn đề da dẻ, xương khớp, ngoài việc dành thời gian chăm sóc da. Bản mệnh đừng quên luyện tập thể thao để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống nước đủ ngăn ngừa tình trạng lão quá sớm. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số phát tài, 65, 84, 08. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Tý tháng 11 âm lịch 2024. Xem tử vi cho thấy người tuổi Giáp Tý đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ, tuy có chút gấp gáp, nhưng đó chỉ là muối bỏ biển. Bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi Giáp Tý có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Trong tuần, có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ụt ạch. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Giáp Tý. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn, bạn vẫn kiểm soát tốt tình hình, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều tinh thần của bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số phát tài, 89, 36, 28. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Tý tháng 11 âm lịch 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Giáp Tý có chút giảm sút, hung giận lấn át cát giận, lại có thêm thiên cẩu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cẩu mang điềm báo có các thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở đường tiến thân trên con đường công danh, sự nghiệp. Nhắc nhở những chú dê chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Giáp Tý vốn thẳng tính, có gì nói nấy không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến cho không ít người khó chịu và chính bạn gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết thay đổi một chút tránh chuyện thị phi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự kiến, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, sửu, hợi. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Con số phát tài, 54, 02, 78. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984
chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý nam mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận, nam mạng Giáp Tý sinh năm 1984 tiêu xài tiền bạc hợp lý, tránh lãng phí kẻo hao tán nhiều. Trong năm đề phòng ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý nam mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nam mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùng hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh gây ra sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra kiện tụng pháp luật. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyển. Gặp hạn Quỳnh Tuyển dễ bị bệnh nặng, hao tài. Dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém. Nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi gặp khó, dễ xảy ra thất bại, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý nữ mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu.
Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nữ mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn quỳnh tuyển năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.